Ấn tượng đầu tiên mà em gặp vợ á, đôi mắt ấn tượng đẹp nhất là đôi mắt rất là long lanh, hoạt bát á, kiểu tỏ có vẻ mà vui, rồi rất thích cái đôi mắt của chị. Anh là người tỏ tình trước, bởi vì lúc đó là 14 tháng 2 năm 2020, xong cái mình rủ cô ấy đi xem phim. Xem phim xong cái qua mấy ngày sau có tỏ tình luôn, không ngờ là cô ấy đồng ý, nhưng mà đồng ý xong là đi Hà Nội luôn. Rồi bắt đầu yêu xa 2-3 năm luôn đấy, còn là yêu qua điện thoại, nó lâu gặp một lần. Nhỏ lúc mà anh kêu quen Tư á, là anh có chơi với lại chị của Tư, lên nhà có chơi cái chọc cái quen luôn. Nói chung là mới đầu vô nó ghét mình lắm, ok, mình không biết lịch sự gì cả. Rồi vô nhà thì phá phách được, không ấn tượng gì luôn, còn là ghét. Cưới của mình là thật sự là mình không có nghĩ là nó nhanh như thế này. Trải qua 4 năm yêu nhau, đầu là chỉ là yêu bình thường thôi, thích nhau bình thường thôi, nhưng mà trải qua 4 năm thì tình cảm nó đi lên dần, và thật sự là tới hôm nay là một cái kết quá đẹp. Mình trải qua bao sóng gió, ở trong đấy là sẽ có những cái cuộc cãi vã không thể tránh khỏi, hay là những cái quá trình yêu nhau nó có những cái cuộc đi chơi du lịch với nhau, tìm hiểu nhau rồi các kiểu là quen biết nhau, rồi lúc đấy thì mới xác định là yêu nhau thật sự, yêu nhau sâu đậm. Sau đấy là mới anh ấy cầu hôn mình thì mình đã chấp nhận và mình đi tới một cái kết rất là đẹp ngày hôm nay. Mà cuối cùng thì mình cũng sắp về chung một nhà rồi. Anh không biết em bên kia như thế nào, nhưng mà bây giờ anh đã sẵn sàng rồi, mọi thứ đã sẵn sàng để anh đi qua đón em về làm vợ. Con cảm ơn ba má đã sinh ra con, để con có được ngày hôm nay, nuôi con trưởng thành từ một cái người mà không biết một cái chi hết tới giờ, con thật sự rất là hạnh phúc. Con biết là ba mẹ đã tốn cho con rất là nhiều tình cảm, tiền bạc, vì con học y nên là tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà con sẽ hứa là con cố gắng sống thật tốt để con không có phụ công ơn dưỡng dục của ba mẹ con. Thật sự rất là cảm ơn. Hôm nay là ngày đám cưới của con gái mình, là ngày một ngày hạnh phúc của con. Mình cũng thấy vui và rất là hạnh phúc, vì là nhìn con mình hạnh phúc đứng bên nhà tròn rễ mới, cái sự lựa chọn của con mình đứng đáng, mà hai đứa yêu nhau bóng nào đang đến hạnh phúc thì đó là lựa chọn của con mình. Và mình rất hạnh phúc và viên mãn. Nhìn nghĩ tới cái phút mà mất một đứa con gái, mình cũng rất kích động. Nhưng mà nghĩ lại thì đứa con gái đi thì có một bồn đá, một tròn rễ, mình cũng hạnh phúc. Kích động, đến giờ này cũng kích động thật sự. Hold them high.
hôm nay là tính ra là lễ thành hôn, là ngày hôm nay là chính thức là sẽ rước em về làm vợ rồi. Thì thật sự là anh rất là bồi hồi, hồi hộp. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đi đến được ngày hôm nay. Sau ngày hôm nay anh muốn là chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để xây dựng mối quan hệ tốt trong tương lai, xây dựng một cái gia đình nhỏ thật là hạnh phúc, vui vẻ. Mình cái nhường nhịn nhau mà sống. Anh mong là tương lai sẽ luôn tươi đẹp, mở rộng để chúng ta có được một cuộc sống thật là trọn vẹn, gia đình hạnh phúc. There's a lot of me I wouldn't be without you. It would be a bit too headstrong, but I'm a lot more patient. I'll always have a few bad habits, but I can feel them breaking. All my walls ain't falling down. Cảm ơn ba mẹ đã luôn luôn hỗ trợ và động viên, giúp đỡ con để con có một cái đám cưới thật là trọn vẹn. Từ những khâu chuẩn bị, lúc trước là nhà là chưa sửa đâu, xong cái về có nói kêu con trai lấy vợ nên bố mẹ cũng hỗ trợ sửa nhà rồi làm cho nó đẹp, rồi để đón con dâu rồi cho hoành tráng chút. Nên cũng thấy bố mẹ rất là nhiệt tình, bố mẹ rất là yêu thương và giúp đỡ mình rất nhiều. Nên cảm ơn bố mẹ. Chúc anh lấy vợ hạnh phúc, trong năm hạnh phúc, cố gắng gìn giữ gia đình, xây dựng một gia đình thật là hạnh phúc và trăm năm đầu bạc. Vui của anh Hơ chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Chị cũng muốn chia sẻ đôi lời. Thứ nhất, bé Tư, bé Diễm là em của chị và chị rất là thương nó. Nó cũng rất là tinh tế, và nhưng mà hôm nay thì nó đi lấy chồng. Chị cũng muốn gửi đôi lời tới bé Diễm là mong hắn sẽ được trăm năm hạnh phúc, mong là hắn sẽ tìm được đúng người, đám cưới sẽ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Và mọi người cũng muốn gửi gắm là yêu thương tới vợ chồng Diễm với Sự. Có một số điều là anh muốn nhắn nhủ với em là sau này về làm vợ anh, làm con của bố mẹ anh thì cố gắng kiềm chế một chút. Anh biết tính của em hơi nóng một chút, nhưng mà anh tin là em sẽ làm được mà. Bởi vì có anh sẽ luôn luôn bên cạnh em để làm cho em hoàn thiện hơn một chút, để cho cuộc sống gia đình em ấm